Chào các bạn, tiếp tục hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc áo form rộng 2 dây và thêu hoa giống y như thế này nha các bạn nha. Rồi vô móc chiếc áo này thì mình sử dụng sợi cô tông Việt Nam nha các bạn. Sợi cô tông Việt Nam này mình sẽ chặt đôi và kim móc của mình là kim móc 2.5. Rồi mình sẽ móc chiếc áo như cái hình mình vẽ như thế này nha. Thì các bạn lưu ý cho mình cái chiếc áo này của mình á, thì mình sẽ móc nó sẽ có những cái sọc ngang như thế này. Nó khác với cái áo hồng thêu hoa của video trước. Cái áo hồng video thêu hoa trước á, áo hồng á thì cái sọc nó sẽ nằm dọc như thế này nha các bạn. Các bạn để ý thì các bạn sẽ thấy. Thì đầu tiên móc để móc được cái chiếc áo này, các bạn sẽ móc cho mình, các bạn sẽ đo cái vòng ngực của mình, cái áo này số 1 nha, áo hồng nè. Này áo số 2. Thì cái áo số 2, cái số 1 của mình đợt lần trước á, áo hồng á là mình sẽ móc ôm nó vô người. Thì mình có trừ cho cái độ co giãn. Thì ví dụ như cái bữa mình nói cái áo này là vòng eo 84 nha. Vừa vòng ngực 84 thì mình trừ ra, mình trừ khoảng 10 hoặc là 8 cm đi. Đó thì con cho trừ cho 10 đi, còn 74 là mình móc cái áo mình là 74 cm chiều dài của vòng ngực đó. Còn còn cái áo số 2 bây giờ mình sẽ hướng dẫn. Thì các bạn cái áo này theo yêu cầu của các bạn inbox cho mình hoặc là và thì mình sẽ móc cái áo này, nó rộng, nó không ôm, nó form là dáng suông từ trên ngực xuống. Thì các bạn đo cho mình móc một đoạn dây xích vừa với vòng ngực. Vòng ngực của bạn là 84 hoặc là 82, 80 gì đó. Này gấp cái này lại nha. Cái áo này của mình là dùng các bạn đo vòng ngực là 80. Vòng ngực 80 nha. Thì các bạn móc cho mình một đoạn dây xích mà các bạn kéo đo vô cái vòng ngực, các bạn kéo nó hơi hơi căng một xíu thôi. Các bạn kéo giãn cái dây nó ra một xíu thì nó vừa với cái vòng ngực của mình, hoặc là các bạn kéo khi các bạn móc xong nè, ví dụ như nó như gì đúng không, thì các bạn sẽ kéo ra một xíu, các bạn đo nó thử là nó đủ 80 hay không, hoặc là các bạn kéo ra thì nó tầm, các bạn kéo ra ra nó tầm 81, 82 đi, các bạn kéo nó ra 82 cũng được. Dạ, các bạn phải có cái thước dây như thế này nha. Các bạn đo vòng ngực. Ví dụ như ở đây là 8 cm đi. Thì cái dây các bạn đo bình thường á, nó như thế này, nó là 8 cm. Thì nếu như các bạn không kéo giãn nha, nếu các bạn kéo giãn ra thì nó được tới 10 cm. Đó. Thì khi mà các bạn móc cái đoạn dây xích xong, nó vừa với cái vòng ngực của các bạn, thì các bạn có thể đo ra nó dư tầm 2 cm vẫn được nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn nó ôm trên cái ngực thì các bạn ngực thì các bạn có thể móc, thì các bạn dao động là tầm từ các bạn đo dao động là tầm từ 8 70, 78 đến đến 8. Các bạn đo 82 thì các bạn cộng trừ thêm 2 đi ha. Cộng trừ 2 thì nó tầm trong cái số này là được nha các bạn nha. Rồi. Ở cái miếng này nè là mình đã móc được cái độ dài nè, cái độ dài của nó là bằng cái vòng ngực của mình luôn. Đó. Thì đầu tiên các bạn phải khởi tạo một cái dây bính nha. Thì mình đã móc xong cái phần áo này rồi á, nhưng mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn mô phỏng lại cho các bạn cái cách mình móc lên hàng. Cái cách mình đi lên hàng như thế nào nha. Thì ở đây thì mình móc được cái dãy này rồi. À, len mình dùng là len sợi cô tông Việt Nam nha các bạn. Sợi cô tông Việt Nam và kim là kim 2.5. Kim 2.5 nha. Thì ở đây mình khởi tạo cái dây bính thì nó cũng dây như cái áo hồng ở video trước thôi, nhưng mà cái áo này mình đi cái sọc ngang nên mình khởi tạo cái dây bính nó dài hơn so với cái áo của phía trước đó. Thì ở đây thì mình khởi tạo một cái dây bính là có cái chiều dài mà mình kéo giãn ra là nó bằng, hay là các bạn để vừa thì cũng được ha, kéo giãn hoặc để vừa thì cũng được chứ đừng có để nó dùng quá là 80
84 cm, đúng không? 84 đúng không? 84 đúng rồi. 84 là bằng cái vòng ngực của mình. Mà hồi nãy trên giấy đây mình hướng dẫn ở đây trên giấy thì mình hướng dẫn chung chung thôi là 82. Còn đo theo cái số đo của mình là 84. Thì các bạn móc lên cho mình một cái đoạn dây xích dài 84 mũi nha. Cái dây xanh này là mình mô phỏng lại cách làm, hướng dẫn cho các bạn cái cách lên hàng như thế nào để cái áo của mình nó có thành một cái đường thẳng như thế này nè, nó không có bị mất mũi. Rồi khi mà các bạn móc cái số cái dây bính đủ 84 cm thì các bạn móc thêm cho mình 2 mũi móc xích nữa đó. Các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc xích nữa và các bạn đếm 1 2 3, các bạn bỏ 3 chân mũi đầu tiên. Tại chân mũi thứ tư các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Và các bạn cứ đi theo như thế cho mình mỗi chân mũi móc xích đó là 1 mũi móc kép cho đến khi hết hàng. Mình nối lại cái dây màu xanh này là mình mô phỏng lại cách làm. Còn khi mà các bạn làm thực tế thì các bạn phải đo được cái số vòng ngực của các bạn là bao nhiêu. Rồi các bạn móc một cái đoạn dây xích dài bằng cái vòng ngực của các bạn. Thì nếu như các bạn muốn rộng thì các bạn, mà khi các bạn đo, cái vòng ngực thì các bạn kéo giãn ra một xíu nha, nhẹ tay kéo giãn ra một xíu. Thì khi mà mình kéo ra thì nó dao động cộng trừ 2 cm ở ngay cái số đo là cái vòng ngực của các bạn đã cộng trừ 2 cm. Còn nếu như các bạn thích rộng thì các bạn thích rộng thì mình có thể làm rộng hơn cái vòng ngực, đo cái vòng ngực rộng hơn nha. Còn các bạn thích nó ôm thì mình sẽ giảm lại cái số đo. Nói chung là nó cũng đơn giản chứ không có gì khó hết. Cái áo mình đặc biệt là nó thêu hoa thôi à, có cái phần tay áo nữa. Cái phần tay áo nó có cái tàng phần tay cánh tiên, còn cái phần thân áo thì nó chỉ là những cái mũi móc kép thôi các bạn, nó không có gì khó hết đó. Rồi khi mà các bạn đi hết hàng như thế này, đúng không, các bạn đi hết hàng như thế này, các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích. Rồi mình quay lại tại chân móc thứ hai là chân móc này. Các bạn móc cho mình 1 mũi móc kép. Các bạn móc cho đến khi hết hàng. Thì đến cuối hàng mình có một cái dây 3 mũi móc xích ở cái hàng cuối nha. Nè, đây là tới đây đúng không? Tới đây thì mình còn 1 mũi móc kép nè, nó có một cái chân mũi. Nó có một cái chân mũi thì mình móc cái mũi móc kép, chân mũi móc kép cuối cùng. Thì sau đó mình sẽ còn một cái dây 3 mũi móc xích mà hồi nãy mình không có móc. Lúc đầu mình bỏ ra 3 mũi móc xích mình không có móc đó. 1, 2, 3. Thì ở đây mình tính 3 mũi này là 1 mũi có móc kép. Các bạn nhớ nha, nếu như mà các bạn mà không không tính cái mũi này là 1 mũi móc kép đó, thì lát hồi các bạn đi sẽ bị thiếu, cái áo mà nó sẽ bị nhỏ dần đó. Thì 3 cái mũi, 1 1 2 3, thì tại cái chân móc thứ ba này các bạn móc lên cho mình 1 mũi móc kép. Đó là mình đã hoàn thành được một cái hàng móc kép, hai hàng hàng móc kép thứ hai. Rồi tiếp đến hàng móc kép thứ ba, các bạn cũng móc lên 3 mũi móc xích và mỗi chân móc các bạn móc 1 mũi móc kép cho đến mũi móc kép cuối cùng. Thì mình còn được một cái dây xích 3 mũi móc xích như thế này luôn. Thì mình cũng móc vô cái chân móc thứ ba của mũi móc xích thứ ba nè, 1 2 3, mình móc vô cái chân móc thứ ba, mũi móc xích thứ ba, 1 mũi móc kép y chang như hàng thứ hai đó. Các bạn lặp đi lặp lại cho đến khi cái chiều cao áo, cái chiều cao là cái này nè các bạn, cái phần chiều cao áo nè nè, cái khoảng này nè đó, nó vừa với cái ngực của các bạn. Thì các bạn ngưng lại, thì cái chiều cao áo này nó dao động từ tầm 15 đến 16 hả, 15 đến 16 cm. Thì các bạn có thể móc nó dài tầm 20 cũng được nha. Thì do
Do các bạn thích dài hay thích ngắn thôi. Ở đây mình móc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 hàng. Và nếu như các bạn thích dài hơn thì các bạn móc thêm hàng ra. Các bạn thấy không? Ở đây cái miếng vải này nè, đó là mình đi nó sẽ có cái đường sọc ngang. Còn cái áo hồng á thì nó sẽ có những cái đường sọc dọc xuống như thế này. Mặc dù cái miếng này nó cũng giống nhau mà cái này nó là cái sọc dọc nha các bạn nha. Nó khác. Rồi các bạn cứ như đo vừa cái vòng ngực của các bạn và các bạn móc lên cho mình một cái dải miếng. Cái miếng như thế này, nó dài như thế này nha các bạn nha. Đó, các bạn để ý là ở đây là mình đi những nó thành cái sọc ngang nha. Còn cái áo hồng á, các bạn thấy là nó sẽ những cái sọc dọc xuống thì ở đây mình đo mình đi được 16 cm. 16 cm nha, còn tùy các bạn. 16 cm nè. Còn tổng cộng nó là 15 hàng. 2 4 6 8 10 24 15 hàng. Rồi. Các bạn lưu ý là mình muốn cái hàng thứ nhất nè, cái hàng thứ nhất của mình nó là mũi móc kép mà bên mặt phải, thì cái hàng cuối cùng mình đi nó cũng là hàng mũi móc kép mặt phải nha các bạn nha. Nên mình muốn nó đi cho đẹp á, chứ các bạn đừng có đi cái mũi móc kép mặt trái. Rồi sau đó các bạn móc cái phần nẹp khuy. Nói thêm một cái nữa là khi các bạn móc tới cái hàng cuối cùng ở trên đây nè, thì các bạn nhớ móc chặt tay cho mình nha, để nó tránh cái độ bay giãn nhiều cho áo nó không bị giãn ra quá nha các bạn nha, để nó vừa cái vòng ngực của mình nó không bị quá rộng cũng nha các bạn. Rồi khi mà mình móc tới cái mũi móc kép cuối cùng của cái hàng cuối cùng ở đây, rồi các bạn tới lượt bây giờ mình sẽ móc cái nẹp khuy nè. Các bạn móc lên 3 mũi móc xích, thì tại cái mũi mỗi cái thân của mỗi móc xích móc kép đây, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép nha. Rồi móc vô 2 mũi móc kép vô cái thân thứ nhất nè. Tiếp tục qua cái ô thứ hai đây, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép. Tiếp tục ô tiếp theo, các bạn móc 2 mũi móc kép. Các bạn cứ đi mỗi cái ô là 2 mũi móc kép nha. Rồi tới cái ô cuối cùng, các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép vô cái ô cuối cùng này nha. 1 2. Thì bởi vì ở trên đây nè, cái hàng đầu tiên mình cũng móc 2 mũi móc kép vô cái chân móc. Rồi, tiếp tục các bạn móc cho mình 3 mũi móc xích. Thì ở trên hàng này, ở trên đầu đây mình cũng móc 3 mũi móc xích nè, 1 2 3. Thì ở dưới đây các bạn cũng sẽ móc 3 mũi móc xích. Các bạn sẽ móc tại cái chân móc trong chỗ này nè, các bạn sẽ đâm vô đây, các bạn kết. Các bạn móc cho mình một mũi móc dời. Đó. Thì mình sẽ được một cái dây như thế này. Nó là nẹp khuy nha các bạn, lát nữa các bạn sẽ cài nút vô chỗ cái những cái kẽ này nè. Đó. Tiếp đến các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn qua cái chân móc tiếp theo. Mũi móc đơn này các bạn sẽ móc một cái chấm trên đầu, các bạn móc cho mình 2 mũi móc xích, 3 mũi móc xích. Tại cái chân mũi mà mình vừa mới móc lên mũi móc đơn đó, mình sẽ đâm xuống cái dây này. Các bạn kéo lên cho mình qua móc qua một mũi móc dời. Thì mình sẽ được một cái chấm ở trên đầu cái mũi móc đơn. Tiếp tục qua chân móc bên cạnh, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn không có cái chấm bình thường. Qua chân bên cạnh tiếp theo, các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn có cái chấm trên đầu. Cái chấm này mình sẽ móc thêm 3 mũi móc xích thì để được một cái chấm. Sau đó tại cái chân mũi mà mình vừa móc lên mũi móc đơn, mình móc lên cái móc đâm kim qua cái dây này và mình kéo lên qua móc một mũi dời thì mình hoàn thành được cái chấm nữa trên đầu. Tiếp tục qua chân móc bên cạnh, các bạn móc một mũi móc đơn bình thường. Qua chân móc tiếp theo, các bạn móc một mũi móc đơn có cái chấm. Thì cái thao tác nó lặp đi lặp lại y chang nhau cho đến khi hết cái hàng.
như thế này nha các bạn. Khi các bạn móc hết cái hàng ren này rồi nha, tới đây các bạn móc móc lên cho mình một cái chấm nữa nha. Thôi tới đây thôi, tới cái chân móc cuối cùng nè, tới cái chân móc cuối cùng mà các bạn móc lên cho mình một mũi dời, sau đó móc lên tiếp cho mình. Phải hồi nãy mình móc mũi dời chỗ này không ta? Rồi sau đó các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích, 1 2 3. Rồi mỗi cái chân, mỗi cái ô này các bạn móc cho mình 2 mũi móc kép vô nha. Đó, mỗi cái ô các bạn móc lên cho mình 2 mũi móc kép cho đến khi hết hàng luôn. Nó giống y chang như cái hồi nãy lúc đầu mình làm đó các bạn, cái bên phía bên kia đó. Rồi. Rồi ở đây đến cái hàng cuối cùng này các bạn, chỗ cái dây móc xích này các bạn cũng móc vô cho mình 2 mũi móc kép. Rồi sau đó mình móc 3 mũi móc xích. Mình sẽ đâm xuống cái chân móc này. Cái chân móc này nè, một mũi móc đơn. Các bạn móc một mũi móc dời đi. Móc dời hay móc đơn gì cũng được hết. Đó là mình sẽ thành một cái nẹp khuy tiếp theo bên 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 nào? Bên phải, bên tay phải. Rồi bây giờ tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân móc là một mũi móc đơn ở hàng ở phía trên đây nha các bạn nha. Nè, tiếp tục nè, mình móc lên mỗi chân móc là một mũi móc đơn. Rồi khi mình đi tới cái mũi móc xích, cái mũi móc đơn cuối cùng của cái chân móc, của cái chân móc kép này nha các bạn nha. Chỗ này mình không móc, chỗ cái chân móc kép này nè, mình sẽ móc một mũi dời tới cái hàng móc kép cuối cùng nè. Các bạn móc cho mình một mũi dời, rồi sau đó các bạn cắt sợi dấu sợi luôn nha. Rồi bây giờ tới cái phần kết nút thì mình sẽ gấp lại như thế này. Bên mình để đây là mặt phải nha, thì mình sẽ kết nút bên phía tay phải nè. Đó thì đầu tiên mình sẽ để một cái hạt nút ở trên, một hạt nút chính giữa và hai hạt nút ở trong đó, và các bạn lấy kim chỉ khâu lại thôi. Tiếp theo mình sẽ làm phần dây áo, thì mình sẽ kết hạt nút đây rồi nha, mình kết nút đây rồi thì cái nút này nó sẽ nằm chính giữa, và các bạn sẽ đếm cho mình tổng hết cái số mũi của mình là bao nhiêu nha các bạn nha. Rồi xong các bạn sẽ lấy chia một điểm chính giữa. Cái hàng của mình đây tổng cộng là mình chia mỗi bên là 92 mũi, mỗi bên là 92 mũi 184, thì mình chia cái chính giữa đây nha, thì bên phải là 94 mũi và bên trái là 94 mũi. Thì bắt đầu mình sẽ chia cái phần ngực để mình làm hơn hai cái dây áo, thì các bạn sẽ đo dao động từ 20 đến 22 cm nha các bạn. Thì các bạn sẽ lấy thước dây các bạn đo nè, thì cái điểm chính giữa cho mình đo là 22 đi ha, 22 cm nè, thì nó sẽ tới đây, thì các bạn sẽ làm dấu chỗ này, làm một cái dấu chỗ này. Thường thường á, những các bạn khác thì sẽ hướng dẫn các bạn đếm mũi rồi các bạn bắt đầu các bạn móc lên cái dây áo, nhưng mà ở đây mình muốn chính xác là mình phải đo cái ví dụ như các bạn đo lên cái ngực của các bạn mà cái điểm tại các bạn muốn làm cái dây áo chỗ nào á, thì các bạn sẽ đo lên cái vòng ngực đó, rồi sau đó các bạn sẽ đo lên cái áo là bao nhiêu
Ở đây 22, 24 nhiều quá. Mình đo chừng 11 thôi, mỗi bên là 11 đi. Còn ở đây thì mình sẽ đo thì nó chính xác hơn. Thì bình quân trung bình của cái phần ngực áo, cái dây để mình làm dây thì tầm 20 đến 22 cm. Thì mình đo chính giữa đây nha, rồi mỗi bên mình đi 11 cm đi. Là chỗ này nè. Rồi mình làm dấu ngay chỗ này. Mình đo là nó chính xác hơn là mình đếm mũi, tại vì mũi móc á, thì có bạn móc chặt, các bạn móc lỏng. Ví dụ như các bạn móc hai sợi, cái sợi to sợi nhỏ nó khác nhau, đâu thể nào mà đếm mũi được. Mình phải lấy mình đo. Rồi. Xong nha. Bắt đầu các bạn sẽ đếm là bao nhiêu mũi. Rồi, 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 mũi. Thì bắt đầu các bạn cũng sẽ đếm qua bên đây 25 mũi và các bạn đánh dấu nè. Cái này là chính giữa nè. Rồi lại. Rồi tới đây là 25 mũi nè, mình đánh dấu chỗ này. Nhưng mà mình phải trừ cho cái độ giãn nữa. Mình đánh dấu chỗ này đi ha, đánh dấu đài chỗ này đi. Xong rồi mình sẽ trừ cho cái độ giãn. Nó sẽ giãn ra hả? Mà cái áo này mình làm, cái này mình làm nó vừa vô người thì chắc nó không giãn đâu các bạn. Không trừ cho ra độ giãn. Tại vì cái này mình mặc vô là nó rộng chứ nó không có chật, nên nó không, mình không trừ cho độ giãn. Mình nếu như các bạn muốn giãn thì các bạn sẽ đi vô thêm một mũi nữa đi ha. Rồi hoặc là các bạn sẽ làm xong các bạn ướm lên người thử, là ướm lên người mình thử là nó có vừa với cái ngực của mình hay không nha các bạn nha. Rồi ở phía sau, ở phía sau thì các bạn cũng sẽ đếm đếm từ chính giữa này nè. Ở chính giữa này thì mình cho nó là 3 mũi đi ha. Cái này là 3 mũi. Thì mình sẽ lấy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 hả? 24 mũi. Mình lấy 24 mũi đi. Cái này 24 mũi thì nó cũng hơi chậm. Rồi phía sau này mình đếm từ từ đây ra đây là 24 mũi rồi mình làm dấu. Rồi bên đây cũng 24 mũi luôn. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Rồi. Rồi tới đây là cái phần móc cái tay áo. Thì các bạn sẽ đâm kim vô cái chỗ mà hồi nãy mình đánh dấu hai cái mũi màu vàng đó. Cái đỏ này, tháo cái màu đỏ này ra luôn nha. Cái màu vàng bên đây với màu vàng bên đây nè. Bắt đầu các bạn sẽ lấy lên. Các bạn móc cho mình 70 70 mũi móc xích. Rồi các bạn lưu ý nè. Cái dây thừa này nha, các bạn sẽ vòng qua cái vòng tròn này luôn. Để cho len của mình nó chặt hơn, nó không có bị tuột ra nha. Rồi các bạn móc cho mình 70 mũi móc xích. Là nó vừa với cái vai của mình. Còn không biết nguyên các bạn gầy gầy thì các bạn móc ít hơn. Đấy, rồi các bạn luồn cái dây này lộn qua nè, là nó rất là chặt luôn, nó không có bị tuột. Rồi xong các bạn sẽ giấu sợi nha, giấu cái sợi len thừa này ở phía trong. Rồi các bạn móc cho mình 70 mũi móc xích nha. Khi mình móc được 70 mũi móc xích thì mình sẽ để cái sợi móc xích này nè, các bạn vuốt cho nó thẳng nên nó không bị vặn nha. Rồi tới đây. Các bạn sẽ lật ra phía sau.
phía sau là cái chỗ nẹp khuy nè, rồi cái chỗ này là mình đánh dấu, thì mình sẽ rút lên ra, các bạn sẽ đâm kim, các bạn sẽ đâm kim từ cái mặt trái nè, các bạn thấy cái mũi này là mặt trái, bên đây là mặt phải nè, mặt phải nó đẹp hơn, các bạn sẽ đâm kim từ mặt trái ra mặt phải, lấy cái cọng len thừa này ra. Các bạn móc qua cho mình, các bạn thấy cách mình để lên nè, để lên qua bên phía tay trái tay phải đó, rồi các bạn sẽ lấy cái kim móc quấn lên, kéo lên qua, móc cho mình một mũi móc đơn. Thì mình được một cái mũi móc như thế này. Rồi sau đó các bạn qua cái chân móc bên cạnh bên đây, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn nữa. Rồi các bạn quay qua, các bạn móc cho mình trên cái dây xích này, mỗi chân móc là một mũi móc đơn trên cái dây xích này nè nha. Các bạn lưu ý là các bạn nhớ coi chừng nó bị ngược đó nha. Nè, cái chỗ này nè, các bạn móc bên phía mà cái khi mà gặp lại gì đúng không, thì cái chỗ này là cái phần nách, thì các bạn sẽ móc cái mũi móc đơn nó nằm bên phía cái phần nách đó nha, cái không là mình sẽ móc ngược nó ra bên cái phần thân phần lưng. Rồi mình móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn cho đến khi hết hàng. Thì cái dây áo này các bạn móc như cái ví dụ như mà các bạn móc 70 mũi, thì nếu như mà các bạn cái vai của các bạn nhỏ hơn đó, hoặc là mình gọi sao ta, nếu như mà các bạn nhỏ hơn mình thì các bạn cỡ 60 mũi hả, thì các bạn riết chặt cái mũi lại một xíu, còn mình thì mình đi lỏng tay, còn các bạn nào vừa thì thôi nha, để mất công mình khỏi tính mũi lại, tại vì cái này nó đi cái họa tiết ren. Ở đây thì mình đi nó lỏng tay nè, còn bạn nào nhỏ nhỏ con hơn mình thì móc chặt tay một xí cho nó vừa cái phần vai nha. Mình cứ đi mỗi chân móc là một mũi móc đơn cho đến tới bên đây nha các bạn. Rồi ở cái dây áo khi tới cái chân mũi móc xích cuối nè, chân mũi móc xích cuối của dây áo, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó qua mình sẽ móc một cái mũi móc đơn ở dưới cái hàng là cái thân áo nha các bạn, cái chân mũi bên cạnh nè, móc một mũi móc đơn. Sau đó mình quay lại, mình móc tiếp một mũi móc đơn trên cái dây, trên cái phần dây áo bên đây. Rồi sau đó các bạn móc cho mình 3 mũi móc xích. Các bạn bỏ hai chân móc 1 2. 1 2 tại chân móc thứ 3, bỏ chân móc mà 1 2 tại chân móc thứ 3 các bạn móc một mũi móc đơn. Tiếp tục móc 3 mũi móc xích. Các bạn bỏ 1 2 hai chân móc qua chân móc thứ ba, các bạn móc một mũi móc đơn, tiếp tục móc lên 3 mũi móc xích. Sau đó các bạn bỏ hai chân móc 1 2 qua chân móc thứ ba, các bạn móc hai mũi một mũi móc đơn, và cứ như vậy các bạn làm cho khi đến khi hết cái dây áo nha. Rồi tới tới cái dây móc 3 móc xích cuối cùng nè, các bạn đếm nè, 1 2 thì hai chân móc. Nè các bạn thấy ba chân móc không? 1 2 3 thì các bạn sẽ bỏ qua ba hai chân móc, 1 2 bỏ hai chân móc qua chân móc thứ ba, các bạn móc, các bạn đâm kim, móc cho mình một mũi móc đơn. Sau đó
Các bạn sẽ móc vô dưới cái phần thân, một mũi móc đơn vô cái ô móc kế bên đây. Tiếp tục qua ô móc bên cạnh, các bạn móc cho mình cũng một mũi móc đơn luôn. Rồi. Thì mình gọi đây là cái hàng dây thứ nhất nha các bạn. Cái dây này mình gọi là hàng dây thứ nhất nha. Qua hàng dây thứ hai, các bạn móc lên cho mình 3 mũi móc xích đầu tiên. Mình sẽ móc vô trong cái ô này một mũi móc đơn. Sau đó các bạn móc cho mình 5 mũi móc xích. Các bạn móc qua cái dây bên cạnh một mũi móc đơn. Tiếp tục các bạn móc cho mình 5 mũi móc xích. Các bạn móc vô cái ô bên cạnh một mũi móc đơn. Thì ở hàng này, cái khúc mà đầu tiên mình bắt lên mũi thì mình đi 3 mũi móc xích thôi nha các bạn. Còn vô chính giữa đây thì mình đi mỗi cái dây này là 5 mũi móc xích cho đến khi cuối hàng. Cho đến khi cuối hàng các bạn móc cho mình cũng 3 mũi móc xích luôn, từ cái chỗ này nè, móc xuống là 3 mũi móc xích nha. Rồi tới cái ô cuối cùng nè. Các bạn móc vô ô này một mũi móc đơn. Sau đó, cái tới đây là hết nha các bạn. Sau đó các bạn móc cho mình 3 mũi móc xích thôi. Chỉ có ở điểm đầu và điểm cuối là mình móc 3 mũi móc xích nha. Sau đó các bạn sẽ móc xuống dưới cái thân áo này một mũi móc đơn vô cái chân móc đây. Rồi tiếp đến qua ô móc bên cạnh, các bạn móc cho mình cũng một mũi móc đơn luôn. Rồi các bạn móc lên cho mình 5 mũi móc xích. Các bạn chú ý nè, cái dây này mình sẽ không móc nha, tại vì cái này nó có 3 mũi móc đơn thì tính ra nó có một nửa của 5 mũi móc xích thôi. Thì bây giờ mình sẽ móc vô cái chỗ mà 5 mũi móc xích ở đây nha. Đó. Mình bỏ cái dây này. Rồi tiếp tục mình móc lên 5 mũi móc xích. Tự nhiên bị khan tiếng. Móc lên 5 mũi móc xích nè. Rồi qua cái ô bên cạnh, cái dây bên cạnh các bạn móc một mũi móc đơn. Tiếp tục 5 mũi móc xích. Móc vô đây một mũi móc đơn. 5 mũi móc xích. Rồi các bạn cứ lặp lại cho đến khi hết hàng nha. Tới đây các bạn sẽ móc cho mình 5 mũi móc xích luôn nha, tới khúc cuối nè. Tới cái khúc cuối nè các bạn, 5 mũi móc xích cuối cùng. Rồi các bạn sẽ đâm xuống cái chân móc. Rồi mình coi đằng trước mình đâm chân móc nào. Rồi mình đâm xuống cái chân móc bên cạnh đây luôn. Chỗ này. Tiếp tục các bạn móc cho mình hai chân móc, móc qua cho mình hai chân móc nha. Các bạn móc lên 3 mũi móc xích. Rồi, mình móc vô trong cái dây này một mũi móc đơn. Sau đó móc lên 5 mũi móc xích. Móc vô dây này một mũi móc đơn. Các bạn đi tiếp 5 mũi móc xích. Thì ở cái hàng này chỉ có cái dây thứ 1 2 3 4 nè. Cái dây thứ 4 thì chỉ có ở đằng đằng đầu nè. Ở đằng đầu với ở đằng cuối là mình móc 3 mũi móc xích, còn ở khúc chính giữa là mình móc 5 mũi móc xích nha các bạn. 5 mũi móc xích nè.
Rồi, móc vô dây này một mũi móc đơn. Rồi các bạn đi cho đến phiên hết hàng nha. Đến cuối hàng. Cái dây thứ ba, thứ tư. Cuối hàng cái dây thứ tư nha. Các bạn móc 5 mũi móc xích nè. 5. Rồi, các bạn móc vô dây này. Một mũi móc móc đơn. Sau đó các bạn móc cho mình 3 mũi móc xích. Rồi các bạn đếm nè, 1 2 2 chân móc. Các bạn móc cho mình cái một chân móc thứ nè. 1 2 bỏ một chân móc qua chân móc thứ hai, các bạn móc một mũi móc đơn. Rồi tới đây thì mình cắt len nha các bạn. Rồi nếu các bạn mà muốn làm cái tay áo nó dài ra thêm một xíu nữa thì các bạn cứ lặp lại thôi. Lặp lại y chang như cái dây thứ ba, nhìn thứ tư này nè. Mình đi lên đây, mình móc 5 mũi móc xích thì mình giống dây thứ ba nha các bạn. Nếu như mình muốn đi tiếp dây thứ năm thì mình đi cách đi nó giống y như dây thứ ba các bạn nha. Đó, còn mình thì mình làm tới đây thôi. Rồi xong rồi á, thì các bạn đi thêm một cái dây áo ở bên phía bên kia nữa nha. Nó cũng y chang như vậy luôn, không khác gì hết á nha các bạn nha. Đó, cái dây áo của mình như thế này. Rồi qua cái dây áo thứ hai. Hồi nãy cái dây áo thứ nhất là mình bắt từ cái mặt ở trong đây ra, cái phía sau lưng, phía sau cái nẹp khuy. Thì bây giờ cái tay áo bên tay phải mình bắt ngược lại từ nẹp khuy ra phía trước thì mới đúng nha các bạn nha. Nếu như mà các bạn cứ bắt hai bắt mũi cái từ từ mặt trước ra mặt sau hai bên luôn thì cái tay áo này nó sẽ nằm về phía bên trái một bên luôn á nha các bạn. Nên các bạn nhớ mình phải làm nó ngược lại để nó đối xứng. Thì bây giờ mình cái tay áo bên tay phải bên mình nè, thì mình sẽ bắt từ cái nẹp khuy, mình quay lại phía mặt sau, mình đâm vô và mình bắt mũi lên. Cái này cũng quan trọng đúng không, là mình làm sai rồi mất công mình tháo ra mình làm lại đó. Rồi cái dây đâu, cái dây này nè. Rồi các bạn đâm kim, các bạn lấy lên qua, các bạn móc cho mình cái này, kéo lên xuống cho nó, cho nó chặt, cho nó không có bị bung nha. Yeah, nó tuột ra luôn rồi. Đây nè, các bạn quấn qua một vòng, sau đó xỏ lên qua, xỏ cái len thừa qua cái vòng này, rồi mình sẽ kéo cái sợi len thừa xuống, kéo cái sợi len thừa xuống, ngược qua mặt trái lại. Rồi xỏ kim vô đây, kéo chỉ lại là nó sẽ chặt. Rồi các bạn móc cho mình 70 70 mũi móc xích y chang như cái tay áo bên kia, và cách làm nó cũng y chang luôn nha các bạn nha. Chỉ có khác là hồi nãy thì mình bắt mũi từ cái mặt trước ra ra sau, còn bây giờ thì mình sẽ bắt mũi từ mặt sau ra trước nha các bạn.